Sau anh Nhật xin chào các bác. Hôm nay cũng là ngày 20 tháng chạp rồi. Em tiếp tục còn một vài con máy rửa mắt nữa, chắc là cũng bán được thêm mấy ngày nữa các bác nhé. Những cái đơn gửi tỉnh xa thì các bác mua sớm ạ, chứ còn không thì là cũng khó để gửi đi được. Ở trên clip của bác là một con TL7 nhé, em vừa dọn xong. Đây, đang cho máy chạy test. Tất cả các cái máy khi dọn xong em đều test, rửa hết chu trình, chạy ngon lành, kiểm tra tất cả các hạng mục nhé. Nên các bác yên tâm. Con này để mã số 6. Mình thức các thứ, mọi thứ nó làm sạch đẹp ok rồi. Về TL7 hay TL3 thì tất cả tính năng của nó đều giống nhau. Econavi, thời gian sấy, rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C. Đấy. Nhìn kính này của nó là kính mờ các bác nhé, không nhìn được bên trong đâu ạ. Thì nó chỉ phun mờ thôi. Đấy. Kích thước bọn này chiều ngang là 55. TL7 thì nó sản xuất 2014 con này, 2014 nhá. CD con này là 0097. Hiện tại đang phun. Nước nóng, cho nên là các bác tất cả các cái bát đũa các bác không lo lo về sợ bẩn nhá. Nó đều rửa nước nóng 80 độ, tất cả bát đũa sạch bóng hết luôn. Nội thất con này khá là sạch sẽ các bác. Thì tất cả các cái máy em vệ sinh xong đều test rửa hết, các bác yên tâm nhé. Xếp mà đây là 12 các bác con, mỗi hàng này một cái, 6 cái cốc, 6-8 cái đĩa, đũa, thìa, bát ô tô, bát nhỡ đều đây. Bác nào dùng bột rửa cho vào đây không thì thôi. Trước này em bán 3,9 triệu bảo hành 1 năm, trừ phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500, nếu bác nào mua chính thức mua bán thì có đặt cọc trước 500 các bác nhé. Nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt cho bên giao hàng.